Ok, xin chào mọi người. Tôi phải thay đổi không khí một chút bởi vì cứ thế này thì chúng ta sẽ ngủ mất, đúng không? Ok, cái bài học hôm nay tôi sẽ lại nói tiếp về các cái chiến lược và lại ba cái chiến lược khuyến mại nữa. Chiến lược số 28, tôi gọi nó là chiến lược 80-20. Vâng, 80 và 20, ok, 80-20. Đây là một cái nguyên tắc mà trong quá trình làm bán lẻ thời trang tôi phát hiện ra cái nguyên tắc này rất là hay. Thì tôi chia sẻ các bạn nguyên tắc này, không phải là cái nguyên tắc 80-20 mình vẫn thường thấy ở trên mạng đâu. Tức là như này nhá, 20% cái mặt hàng mà bán chạy nhất hoặc là những cái mặt hàng mà có thể trùng lặp giống nhau của shop của mình, của cửa hàng của mình mà giống với các cửa hàng khác. Đấy, ví dụ như trong lĩnh vực thời trang, bạn nhập được cái áo này về bán, tôi cũng nhập được cái áo này về bán. Thế thì khách hàng mà người ta lướt cái cửa hàng này, lướt cái shop này, lướt cái web này, người ta thấy là bán là 100 đô. Và người ta vào cái web của tôi, người ta thấy bán có 80 đô thôi. Thì người ta nhận ra rằng là của tôi rẻ hơn. Tất nhiên chất lượng là phải tương đồng. Còn cái chuyện đắt và rẻ thì đôi khi nó không phản ánh được chất lượng, đúng không? Nhưng tôi đang giả định là nó sẽ chất lượng tương đồng. Vì sao? Vì tôi đang đề cập đến cái nguyên tắc là nếu tôi biết chính xác đối thủ của tôi cũng bán cái sản phẩm đó, bạn cũng bán cái sản phẩm đó, thì tôi sẵn sàng có thể, nhá, tôi dùng từ là sẵn sàng có thể là bán cái sản phẩm đó với giá rẻ hơn một chút, hoặc là thậm chí tôi có thể hy sinh lợi nhuận hoặc là lỗ một chút để làm sao để khách hàng nhìn thấy rằng là tôi bán những cái sản phẩm này rẻ. Thế thì cái nguyên tắc này cho thấy rằng là 20% những cái mặt hàng bán chạy, khách hàng thường xuyên mua mà khách hàng cảm thấy rẻ hơn so với đối thủ. Ví dụ như hai cửa hàng tạp hóa. Đấy, cửa hàng tạp hóa này mua mì chính là 12.000 một gói, cửa hàng tạp hóa này mua mì chính là 11.000 một gói, cửa hàng này là 20.000 một chai nước mắm, cửa hàng này là 19.000 một chai nước mắm, thì khách hàng có xu hướng nghĩ rằng là cái cửa hàng này sẽ là bán rẻ hơn các cửa hàng này về tất cả các mặt hàng còn lại. Tuy nhiên 80% số lượng mặt hàng còn lại có thể các bạn bán ngang giá hoặc cao hơn so với đối thủ. Nguyên tắc kinh điển này khiến cho khách hàng của chúng ta tưởng rằng là chúng ta luôn bán đúng giá, đúng không ạ, luôn bán giá tốt nhất. Nhưng mà chúng ta lại có thể được định giá sản phẩm dựa trên cái sự độc đáo của sản phẩm. Nếu mà sản phẩm mà độc đáo, đúng không ạ, thì chúng ta có thể định giá cao. Bởi vì khi nhìn vào những cái sản phẩm mà phổ thông nó giống nhau, người ta đã biết là rẻ rồi. Vậy cái sản phẩm độc đáo này mình định giá cao thì khách hàng vẫn nghĩ là nó sẽ rẻ. Ý của tôi trong cái chiến lược này là như vậy. Và đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang họ có thể làm cái chiêu thức này. Thế thì nếu như các bạn học đến đây các bạn lại bảo thế em cũng là nhà bán lẻ, em nhận hàng, bây giờ họ niêm yết giá giống nhau, chiết khấu giống nhau. Mua một con iPhone này bán là đủ 22 triệu, tất cả các cửa hàng đều bán 22 triệu, đều được chiết khấu giống nhau, thậm chí của em còn được chiết khấu ít hơn của đối thủ vì đối thủ nó rất là mạnh. Thế thì thầy và em phải làm gì? Đúng không ạ? Thế thì thầy và em làm gì? Bởi vì em không thể nào áp dụng cái nguyên tắc này được, đúng không? Thế thì mình áp dụng các nguyên tắc khác, mình áp dụng các chiến lược khác. Đấy, lúc này mình sẽ bổ sung thêm các dịch vụ vào, khuyến mại thêm các dịch vụ vào cho khách hàng. Khi mình không lợi thế về giá, mình không lợi thế về sản phẩm, bởi vì sản phẩm nó là sản phẩm tiêu chuẩn rồi, nó giống nhau hoàn toàn rồi. Lúc này là giá, dịch vụ bán hàng, dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau bán sẽ quyết định cái việc đó, đúng không? Đấy, các cái cửa hàng thời trang thì tôi đã tư vấn và tôi đã đưa ra cái chương trình như vậy. Và các cái website cũng như vậy, đúng không ạ? Các bạn có thể đưa lên các cái fanpage, website đều có thể áp dụng cái nguyên tắc 80-20 này. Và tôi nhận thấy là trong cái lĩnh vực này thì để thoát ra khỏi cái chiến lược này thì bạn liên tục phải đổi mới sản phẩm, thì bạn mới có thể là luôn luôn có những cái sản phẩm mới và định giá cao, nhất là trong lĩnh vực đồ ăn này, fast food này, lĩnh vực thời trang, đúng không ạ? Một cái áo như này nhưng mà cái màu vải khác, hoa khác, may khác, giá đã có thể rất khác rồi, còn chi phí sản xuất nó có vẻ giống như nhau. Ok, thực sự đây là một cái giải pháp rất khôn ngoan mà trước đây tôi đã thấy. Nhưng mà hiện nay thì cái giải pháp này, cái chiến lược này nó cũng không được xuất sắc như ngày xưa, bởi vì nó có các trang Google nó cho phép so sánh giá, nó có các trang web so sánh. Đấy, và khách hàng rất dễ nhận ra rằng đâu là những cái sản phẩm giống nhau và có giá là ở đâu cao, ở đâu thấp, đúng không? Ok, như vậy là chúng ta đã nhìn thấy rồi, một cái chiến lược rất là quan trọng. Đấy, là cái chiến lược 80-20. Một cái chiến lược tiếp theo tôi muốn trình bày các bạn, đấy là chiến lược là khuyến mại là luôn thêm chứ không bớt, đúng không? Đây là một cái nguyên tắc thực ra là trong kinh doanh rất là đơn giản thôi,
các nhà bán lẻ nào cũng không phải là cũng dễ dàng gì làm được. Tức là bạn sẽ luôn tặng cho khách hàng thêm bất kỳ cái gì mà trong cái khả năng của bạn. Ví dụ như là bạn tặng thêm cho họ cuốn sách, cuốn cẩm nang, phần mềm, dịch vụ hỗ trợ trước, trong và sau bán, các cơ hội nghề nghiệp, các cam kết, các hỗ trợ, cái tâm tư, tình cảm. Nếu mà bạn bán một khóa học, ví dụ như tôi lấy từ kinh nghiệm của tôi ra, tôi có thể tặng cho bạn phần mềm, tôi có thể tặng cho bạn bản mềm, tôi có thể tặng cho bạn cái tư vấn, tôi có thể tặng cho bạn cái trả lời email nhanh, vân, kiểu như thế. Thì cái chiến lược này nó cũng không có gì đặc sắc cả, nó cũng không phải là cái gì đấy mà các bạn cảm thấy là rất là mới mẻ, nhưng mà chúng ta tuân thủ nó. Tức là lúc nào chúng ta cũng nghĩ là thêm vào cho khách hàng, thì khách hàng sẽ thấy là mình luôn luôn nỗ lực vì họ, thì sẽ tôi nghĩ sẽ là khá là ok. Và cái nội dung thứ ba trong video này còn gọi là cái chiến lược số 30, tôi gọi nó là khuyến mại ngẫu nhiên. Đây là một cái chiến lược khuyến mại mà các cái nhà bán lẻ hoặc là những cái đơn vị mà người ta chuyên nghiệp, người ta cũng có thể làm được. Ví dụ như là họ sẽ chọn lọc được khách hàng có chủ đích để mà khuyến mại cho nó phù hợp. Bởi vì ví dụ như là một cái thuê bao điện thoại, đúng không ạ? Họ có thể đưa cái chương trình khuyến mại này đến đúng một nhóm thuê bao này, một nhóm thuê bao khác lại có một chương trình khuyến mại khác, một nhóm thuê bao khác nữa, đúng không ạ? Nhóm A, nhóm B, nhóm C họ có thể thiết lập, và nhóm A khuyến mại này, nhóm B khuyến mại này, nhóm C khuyến mại này. Cái việc đó là việc mà chúng ta hiểu đấy là chương trình khuyến mại ngẫu nhiên. Tức là chúng ta sẽ chọn lọc khách hàng và đưa ra các chương trình khuyến mại dành cho từng nhóm khách hàng khác nhau. Đấy, chứ không phải là chơi theo kiểu là tất cả mọi người cùng một chương trình. Thì hiện nay chúng ta hầu như không có công nghệ thì chúng ta thường áp dụng là tất cả các khuyến mại là áp dụng như nhau. Ví dụ 40% thì ai vào cũng được 40%. Mua 1 tặng 1 thì ai cũng được mua 1 tặng 1. Nhưng mình không sàng lọc được các nhóm. Đấy, ví dụ khách quen mình ra một cái tin nhắn riêng, khách lạ mình ra một cái tin nhắn riêng, khách chưa mua tuột mình ra một cái email riêng. Đấy là ý nghĩa của cái chiến lược khuyến mại ngẫu nhiên các bạn nhé. Vâng, mình không nhất thiết là phải là phủ một phát là cho tất cả và đánh đồng, mà hãy chọn lọc để làm gì? Để phù hợp với từng đối tượng và tiết kiệm, để tiết kiệm cái chi phí cho mình và tăng được cái hiệu suất. Vâng, thế thì đấy, thì tôi vừa trình bày với các bạn ba cái chiến lược như vậy, các bạn đã hình dung ra chưa? Và đây cũng là cái nội dung mà tôi chia sẻ với các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong cái phần bài học tiếp theo, cái chiến lược tiếp theo nữa trong các video tiếp theo. Ok, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cái trao đổi nào thì các bạn có thể liên hệ với tôi để được hỗ trợ. Tên tôi là Phan Anh, chắc là các bạn biết rồi, Nguyễn Phan Anh tên đầy đủ. Email là phananhonline@gmail.com. Số điện thoại 0989 623 888. Yên tâm là số này tôi dùng 12 năm rồi chưa đổi đâu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chúc các bạn thành công.